Network xuất hiện một cái thông tin việc ở Philippines họ đã tạo lên được 1,2 triệu cái giao dịch PGCV. Đây là một con số rất ấn tượng. Thì xin nói lại cho các bạn biết, GCV đó là một thuật ngữ là đồng thuận giá giao dịch toàn cầu. Đấy, ví dụ như là mình thì chưa rõ cái thông tin này được kiểm chứng tính xác thực được bao nhiêu, nhưng với việc là việc mà ở mỗi quốc gia, mỗi đất nước họ có những hội nhóm chấp thuận cái giá trị giao dịch P-Network GCV như thế này là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Đấy, chỉ cần rất rất nhiều những cái ngọn lửa nhen nhóm của cái dự án P-Network đưa P vào trong đời sống sinh hoạt hàng ngày như thế này thì tất cả những cái đó đúng lửa nhỏ này gộp lại chúng ta sẽ trở thành một cái một đám lửa lớn bùng cháy trên quy mô toàn cầu. Đối với những ai mà tham gia đào P thì những cái thông tin như thế này bản thân mình đánh giá rất là trân quý. Đó, GCV thì giá trị đồng thuận pi toàn cầu, có những chỗ thì GCV là 314 đô la Mỹ một pi, hoặc cũng có thể có những chỗ thì họ đưa cái giá trị đồng thuận của pi một pi network lên rất cao, thậm chí đến 314.000 đô la Mỹ. Dù là con số nào đi chăng nữa, nhưng với việc chấp thuận pi để trao đổi hàng hóa dịch vụ hàng ngày như thế này, đây là một tín hiệu rất là đáng mừng, chứng tỏ là pi đã đi vào cuộc sống hàng ngày của anh em chúng ta. Và cái viễn cảnh về một tương lai không xa, chúng ta có pi, chúng ta đi toàn thế giới vẫn có thể tiêu xài sử dụng được, có thể nó rất là hiện hữu rồi. Vì vậy những ai mà chưa tham gia đào pi hãy nhanh tay tải app đào pi ở trên điện thoại di động, rất đơn giản, và đăng ký. Các bạn có thể ủng hộ kênh Invest TV chúng mình bằng cách nhập mã mời là Hoàng Minh Thắng 88 để có thể tham gia vào hội nhóm đào pi cùng chúng mình nhé.